V-League 2023, VTF soi kỷ lục cuối của nhóm đua trụ hạng. Loạt trận cuối của các đội nhóm B, giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra vào 17 giờ hôm nay ngày 11 tháng 8 sẽ xác định đội bóng phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa giải 2023-2024. Hai cặp đấu được chú ý là câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp Bình Dương tại sân Thống Nhất và Khánh Hòa gặp Đà Nẵng trên sân Nha Trang. Hiện đội bóng sông Hàn đang bị yếu thế bởi họ chỉ có 11 điểm, thua hai đội xếp trên là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 3 điểm. Đà Nẵng có hiệu số 10 trong khi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có hiệu số 11, nên đội bóng do huấn luyện viên Phạm Minh Đức dẫn dắt sẽ trụ hạng nếu Bình Dương thắng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Đà Nẵng thắng Khánh Hòa. Nếu Bình Dương và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chủ hòa thì Đà Nẵng sẽ rớt hạng. Vì thế, trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Dương và đội thành phố Hồ Chí Minh được ban tổ chức giải soi rất kỹ. Một quan chức công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF, bày tỏ, VPF luôn đề cao bóng đá sạch, thi đấu FAIG Play nên cử giám sát giỏi và trọng tài tốt để điều khiển trận đấu giữa câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Chúng tôi sẽ theo dõi sát các trận vòng cuối V-League và sẽ có biện pháp mạnh nếu như có hiện tượng móc ngoặc, tiêu cực diễn ra. Nói riêng về câu lạc bộ Đà Nẵng, dù đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nội bộ đội bóng này lại đang bất ổn. Việc huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho một số cầu thủ tập riêng đã tạo làn sóng ngầm, nên họ chơi không đúng sức và thua Song Lâm Nghệ An trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu trước. Ở tình thế sinh tử, các cầu thủ Đà Nẵng cần cùng nhau siết chặt tay trên sân Nha Trang, chơi một trận hay để giành chiến thắng. Nếu đá hết mình và rớt hạng, họ sẽ nhận được sự cảm thông của người hâm mộ. Còn ngược lại, chắc chắn họ sẽ chơi vơi khi rơi xuống hạng nhất và phải rất lâu mới lấy lại được tình cảm của cổ động viên Đà Nẵng. Ở trận đấu còn lại, Song Lâm Nghệ An, 22 điểm, sẽ có cơ hội đoạt ngôi đầu nhóm B nếu giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, 23 điểm. Đội bóng phố núi mất hàng loạt trụ cột nên nhiều khả năng khó đứng vững tại thành Vinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.